người rất là thắc mắc tại sao một thằng Việt Kiều kiểu về Việt Nam mà đang làm việc cho đài truyền hình mà muốn nghỉ để đi đi bộ đi gọi là di du lịch phượt ừ, dạ. với nó không tiền để chẳng hiểu sao ông này bị làm sao mình có thể nói rõ hơn là là tại vì sao đang ở cái cái ngưỡng đó chỉ là rất nhiều người mơ ước là giấc mơ Mỹ thì tại sao anh lại chuyển một pha rất là nhanh rất là vội như vậy sang một cái là giấc mơ Việt như thế ạ à? ừ. ở đây không phải là ước mơ Mỹ hay là ước mơ Việt dạ. đây là ước mơ bản thân thật ra là anh thì cái lo sợ nhất của anh là khi mà mình già đi mình sẽ hối hận là tại sao mình không không kiểu không làm cái này làm cái kia ừ. tại vì lúc mình lớn tuổi hơn mình có gia đình mình có những cái tranh trách nhiệm khác thì lúc đó nó rất là khó hạn chế những cái kiểu mơ ước của mình thì thật ra là, là đây là mơ ước gọi là của bản thân anh là muốn gọi là làm sao để để merge cả hai văn hóa tại vì thật ra là bây giờ anh là cả John với lại hùng anh là người mỹ gốc việc cái lời khuyên cho các bạn trẻ ừ. thật ra là mình phải tôn trọng bố mẹ cho những gì họ đã làm cho mình nhưng mà thật ra là mình vẫn phải tìm ra con đường riêng của mình mình không thể bị phụ thuộc vào bố mẹ và anh thấy là cái việc anh tự lập từ sớm nó cũng giúp cho anh quyết định rất là dễ mặc dù là bố mẹ anh gia đình bạn bè không đồng ý nhưng mà không có cách nào để họ thuyết phục anh <laughs> từ nhỏ anh tự lo thì bây giờ là 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 đố bảo anh là không đi nữa thì lúc anh quyết định đi xuyên việt thì cũng lên báo nhiều tại vì mọi người rất là thắc mắc tại sao một thằng Việt kiều kiểu về Việt Nam mà đang làm việc cho đài truyền hình mà muốn nghỉ để đi đi bộ đi gọi là đi du lịch phượt với nó nó không tiền để chẳng hiểu sao ông này bị làm sao Thế cho nên là anh thì vẫn tin là anh đi được và anh không lên kế hoạch anh cứ đi gió thổi đâu thì anh cứ đi theo